mời các bác xem một chiếc xe nữa mà bên em quay giới thiệu tới các bác. Mẫu xe số động đến từ thương hiệu của Mỹ, một mẫu xe VIP. Đấy. Rất là sang trọng, rất là an toàn, rất là đẳng cấp. Xe được trang bị rất là nhiều công nghệ như là 8 túi khí này. Đấy, điều hòa auto tự động, phanh ABS. Đấy, ghế điện. Đấy, cửa lock các bác nhá, có cả cửa lock luôn. Đấy, ghế da xịn. Đấy, chất liệu ghế da xịn. Đấy, vô lăng tích hợp, điều hòa auto, khiển cửa, khiển thông minh. Đấy. Chiếc xe được trang bị rất là nhiều tính năng và thậm chí nhiều mẫu xe đời cao bây giờ chưa được thiết kế các nhá. Đây là mẫu xe Pomodel. Chiếc này sản xuất năm 2003. Đăng ký lần đầu năm 2003, số tự động. Đấy, xe đăng ký biển 14 các bác nhá. Hiện tại thì em đang quay sơ về phần bên ngoài của chiếc xe để các bác xem về hình dáng. Nhiều bác thì chưa biết tới cái dòng xe này. Nhiều bác thì cũng đã biết về và mẫu biết về mẫu xe này và thậm chí là các bác cũng đã sử dụng rồi. Đấy. Và các bác sẽ xem thêm về chiếc xe này bên em nhá. Một chiếc xe đẹp và giá thành rất hấp dẫn luôn. Chỉ với giá là hơn 100 triệu. Các bác đã có thể là mua về sử dụng cho gia đình mình về với mẫu xe này rồi. Đấy. Chiếc xe với nước sơn màu đen. Đăng kiểm của xe đến tháng 1 năm 2021 nhá. Lốp của xe này vẫn còn dày. Với nước sơn màu đen rất là bóng mượt sạch sẽ. Các bác mua mẫu xe này về chỉ việc đổ xăng đi thôi nhá. Mẫu xe phân khúc hạng D này rất là giá trị của thời 2003-2004 đúng không ạ? Một mẫu xe rất là giá trị và rất là đắt tiền luôn. Nhưng bây giờ thì đời đã thấp một chút cho nên là giá tiền thì chỉ còn hơn 100 triệu thôi nhá. Bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết phần bên ngoài của chiếc xe trước đi. Mời các bác đón xem nhé. Chiếc xe với nước sơn rất là bóng đẹp. Và xe này bên em sẽ cam kết cho các bác là xe không bị đâm xô, không bị tai nạn, không bị ngập nước, thủy kích. Giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ, các bác mua về ra tên bất cứ lúc nào. Đấy, phần lốp của xe đây. Video này em sẽ cố gắng làm sao quay chi tiết nhất để các bác mình xem, cảm nhận về xe nhé. Các bác nào đúng chân mẫu xe này và các bác vừa có tầm tiền hơn 100 triệu mà muốn đi những chiếc xe số tự động đấy, thì chiếc xe này cũng rất là phù hợp luôn này. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu thôi, dáng đẹp đấy, chạy sướng đúng không ạ, đẹp từ trong cho ra bên ngoài luôn đối với mẫu xe Pomodel này. Và cũng giới thiệu với các bác là cửa hàng bên em hiện tại đang có 4 chiếc xe Pomodel như này nhá. Đang có 4 chiếc, đang có 3 chiếc màu đen và 1 chiếc màu xanh. Còn những dòng khác thì rất là nhiều. Đấy, khu vực này rất là nhiều xe cỏ luôn. Đấy, các bác có thể thấy đây. Đấy, cực nhiều xe cỏ luôn ở cái khu vực phía sau bãi này. Đây là phía đằng sau của chiếc xe nhá. Máy của xe là máy 2.4 thì tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này sẽ dòng tổng khoảng 10 lít, trên dưới 10 lít trên 100 km khi các bác mình sử dụng chạy ra ngoài đường nhé. Các bác mua về mình đi lại quanh nhà, đưa đón con cháu đi học, đi cà phê của pháo thì mẫu xe này rất là phù hợp luôn này. Đấy, thay một chiếc xe máy hiện tại của gia đình đúng không ạ? Tránh mưa, tránh nắng, tránh rét. Nhiều người thì gọi là đây là một cái ô để che nắng, che mưa. Để mà nói những cái mẫu xe như này thì gần như là gia đình nhà nào bây giờ cũng có thể là mua được về sử dụng đúng không ạ? Đây các bác thấy này, xe trang bị có ghế điện nhá. Đây ghế điện đây. Đây vị trí nhớ ghế ở vị trí này, được đặt ở vị trí này. Đấy, gương điện nhá, có cả chế độ cục gương luôn. Đấy, vô lăng này. Đấy, chiếc xe này thì nó không phải là đẹp xuất sắc nhưng mà giá của nó thì lại rất là phải chăng, rất là hợp lý. Bây giờ em sẽ quay phần bên ngoài trước gửi tới các bác nhé. Các bác trong khu vực miền Nam mà thích những mẫu xe Pomodel bên em thì bên em sẽ chuyển xe vào cho các bác. Ở trong miền Nam thì hiện tại ở trong khu vực Bình Dương miền Nam đấy ạ, là bên em cũng đang có hơn chục chiếc hiện tại đang để ở trong đó nhé.
tầm tiền trên dưới 100 triệu, trên dưới 200, trên dưới 300 triệu. Số tự động cũng có và số sàn cũng có, máy dầu cũng có và máy xăng cũng có nhá. 7 chỗ 4 chỗ có đủ cả luôn. Đấy, có anh em mình alo để được bên em tư vấn về những mẫu xe hiện tại đang ở trong khu vực miền Nam nhá. Đang khu vực miền Nam nhá, đang trong khu vực miền Nam. Em đọc nhanh quá thì đôi khi là nhiều bác không nghe kịp. Một chiếc xe tuy rằng cũ, tuy rằng là đời thấp nhưng mà xe vẫn đang chạy rất là ngon, chạy rất là chắc. Và dòng này thì các bác biết là chạy nó sẽ đầm, sẽ khỏe bốc đúng không ạ? Cách âm, cách ồn của xe sẽ rất là tốt trên mẫu xe Fonel này. Về các bác muốn đẹp hơn ở cái phần đèn pha này thì các bác mình đánh đi nhá, đánh đèn đi, nó sẽ sáng hơn, sẽ trong, sẽ đẹp hơn. Cái mẫu xe Fonel này thì cửa hàng em hiện tại đang có với những cái tầm giá từ khoảng 140 mấy triệu cho tới có hai chiếc là 140 mấy triệu nhá. Và có một chiếc là 150 mấy và có một chiếc thậm chí đến 180 luôn. Đấy. Tùy theo chất lượng của chiếc xe mà bên em sẽ quyết định về giá. Mẫu này là một mẫu xe không phải là đẹp xuất sắc nhưng mà về chất lượng của xe còn chạy rất tốt. Mọi chức năng của xe đang hoạt động đầy đủ, máy số ngon, điều hòa mát, đăng kiểm co, lốp nắp của xe vẫn còn dày, sơn xi sạch sẽ, khung gầm không bị han mục mọt gì, keo chỉ của xe là vẫn còn, không đâm xô tai nạn ngập nước gì trên mẫu xe Fonel này nhé. Dòng này thì tuy rằng đời thấp nhưng cũng đã được trang bị những cái mắt đèn như là mắt đèn bi này, siêu sáng khi đi ban đêm. Đây là phần đầu của chiếc xe. Các bác có thể để nguyên biển nhé và có thể là mình rút hồ sơ để làm thủ tục ra tên. Nếu các bác mình cần ra tên bên em sẽ hỗ trợ đầy đủ nhé. Rất đơn giản và rất là nhanh gọn thôi. Đăng kiểm của xe còn đến tháng 1 năm 2021. Đây, cửa lóc đây, cửa lóc vẫn chạy hoạt động bình thường. Bây giờ em sẽ quay vào phần nội thất bên trong. Xe có màn hình rồi nhá, là màn hình Android luôn. Có camera đằng sau, có cảm biến phía sau. Đây là những cái mắt cảm biến này, tròn tròn này. Và đây là mắt camera đây nhá. Đấy, ghế thì khi mở cửa, ghế tự động hoạt động. Hiện tại ghế đang hơi khô dầu một chút thì các bác mà mình cho dầu nó sẽ trơn nhá. Đây, mở cửa ra thì ghế sẽ tự động lùi về phía sau. Rồi bây giờ em sẽ quay phần nội thất bên trong. Trong lúc các bác xem phần nội thất mà các bác rảnh tay, mình hãy nhấn like, nhấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh nhá. Ở đăng ký kênh, ấn theo dõi, ấn thông báo chuông để được nhận những mẫu video mới nhất mà bên em đăng tải lên. Đấy, ghế điện điều chỉnh rất là nhiều hướng. Một số những cái vị trí của chiếc xe hiện tại đang bẩn, ví dụ như sàn này, sàn của xe thì vẫn là để sàn nỉ nhá, và vách cũng vậy, hơi bẩn một chút. Các bác về vệ sinh cái nó sẽ sạch sẽ hơn thôi. Trên mẫu xe này các bác mua về chỉ việc là vệ sinh thôi nhá, mới đầu tư thêm đồ chơi nội thất, chứ còn về cơ bản của xe thì hiện tại đang còn ngon rồi. Đây, cái nhựa ở vị trí này nó vẫn còn nguyên luôn này, không bị vỡ này. Đây, cần số này, màn hình điều hòa tự động, những cửa gió của xe là không bị gãy vỡ gì. Trần của xe thì vẫn là trần lý này. Vẫn là trần lý nhá. Em sẽ quay đầy đủ mọi phần, mọi chi tiết của chiếc xe để các bác ngắm. Các bác đúng chân mẫu này hãy xem hết video, xem kỹ video và gọi điện cho bên em nhé. Bên em có hai số điện thoại để cho các bác mình liên hệ, là hai số 093 8586 307 và 0389 000 555.
đây là hai số hotline, hai số chính của bên em nhé. Đây hàng ghế phía sau ạ, hàng ghế phía sau đây. Phía sau được trang bị một loa và một rèm che nắng, và chỗ kia là để đồ nhé. Sàn của xe này hoàn toàn vẫn là sàn nỉ, và các bác có thể là bọc da lên cho nó sạch sẽ. Là răng đúc của xe không bị xước sát đi, lốp của xe này còn dài. Đây ạ, những cái chi tiết khác của chiếc xe vẫn là phần bên trong nội thất. Phần da nội thất nhá, thì bên em đấy là cũng mới lau, mới lau rẻ ẩm, cho nên là một vài vị trí nhìn nó hơi loang loang, đúng không ạ? Chỗ này là da xịn nhá, chỗ này là da xịn. Phần nội thất bên trong của xe được trang bị hoàn toàn là chất liệu da, từ phần tắp ni cho đến phần ghế này, cho đến tì tay này, cho đến phần tắp lô. Đấy, cánh tiếp theo mà em quay lốt cho quang mình xem. Từng phần một, không thiếu phần nào. Quay kỹ, quay nét như này thì cũng không khác gì các bác đến xem xe trực tiếp cả, đúng không ạ? Khóa khiển vẫn nguyên bản theo xe nhá. Phần nội thất rất là sang, phải không ạ? Cực sang trọng. Cửa đóng rất là chắc chắn. Rồi, bây giờ em sẽ quay phần gầm, phần máy nhé. Đây gầm sàn máy móc của xe đây ạ. Hơi bẩn một chút đúng không ạ? Không mục mọt nhá. Quay dưới gầm cho các bác xem là chủ yếu là các bác biết là xe không bị mục mọt. Vâng, cái phần tiếp theo, một phần rất là quan trọng của chiếc xe chính là quả tim, cái động cơ của chiếc xe, đúng không ạ? Bây giờ đây ạ, đây tất cả đồ đạc của xe nó vẫn còn nguyên nhé, không bị gãy vỡ. Đấy, đồ đạc của xe, khu vực khoang máy của xe vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, máy khô ráo sạch sẽ, máy êm các bác nhá. Về máy của xe thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi, máy cực chất, máy không có lỗi. Đấy, cái lý kia thì các bác mình bóc ra cho nó sạch, nhìn cho nó đẹp hơn. Đấy, rồi ok, thì video về chiếc xe này thì em đã quay xong rồi và cũng đã giới thiệu xong rồi. Đấy, chủ yếu là cái hình thức của nó thì đôi khi một số chỗ nó không đẹp lắm, về mình các bác vệ sinh, mình về mình làm lại một chút nữa, chủ yếu về hình thức thôi nhá, chứ còn đi về xe thì bác yên tâm rồi, chạy rất ngon. Đấy, chạy cực kỳ nó ngon luôn, xe không có lỗi, không đâm va, không tai nạn, không gặp nước gì. Đấy, khung vỏ cột kèo, xe nguyên vẹn. Một dòng xe VIP, giá tiền cực ít. Các bác hãy alo trực tiếp để được tư vấn thêm về tục mua bán và vận chuyển nhé. Bên em có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc và ship xe tới tận nhà. Đấy, các bác nhìn mình alo phát là xe nếu ở ngoài miền Bắc đấy ạ, trong ngày luôn, trong ngày có thể ship xe tới cho quán nhà mình luôn nhá. Và ok thì em xin được kết thúc video tại đây và xin được hẹn gặp lại các bác vào những video, những chương trình tiếp theo lần sau nhá.